Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh. Từ khi mà Thanh qua Úc thì Thanh đã nhìn thấy được rất là nhiều cái sự khác biệt khá là thú vị giữa Việt Nam và Úc. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay Thanh sẽ nói lên 5 điều mà Thanh cảm thấy là thú vị nhất về sự khác biệt giữa Việt Nam và Úc. Thanh tin chắc là cái video này sẽ cực kỳ thú vị luôn, vì vậy mọi người hãy tiếp tục xem video nha. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái thói quen, đó là lấy nước mang đi đun sôi, sau đó để nguội và uống. Còn nếu mà mình kỹ lưỡng hơn nữa thì mình có thể để nước đó vào trong những cái bình lọc để mà cho nước sạch hơn, rồi sau đó mình mới uống. Nhưng mà ở Úc thì khác nha mọi người, Thanh kiểu bị rất là sốc luôn á. Mọi người lấy nước trực tiếp từ vòi và uống luôn, không đun sôi hoặc không có lọc gì hết đó mọi người. Và đó là một cái điều rất là bình thường. Kể cả mà trong nhà hàng á, người ta cũng ra vòi để mà vặn nước rồi mang lên cho khách hàng uống. Nó vì vậy nếu mà các bạn có qua Úc rồi bạn bè của mình á mời mình uống nước lọc mà vặn từ vòi như vậy á, thì các bạn cũng đừng có quá ngạc nhiên nha. Tiếp theo đó chính là điều thứ hai, đó chính là cách rửa chén. Trong cái điều này là cái điều mà Thanh sốc nhất luôn á, sốc mà sốc toàn tập luôn. Thì ở Việt Nam mình thường là mình rửa chén á là mình sẽ quậy cái xà bông, xong đó mình rửa bằng nước xà bông trước, sau đó rồi mình mới lấy ra rồi mình rửa lại bằng nước sạch. Thường thì mình sẽ rửa là hai lần nước sạch rồi mình mới úp lên. Còn có những người nào mà họ kỹ nữa thì họ rửa tới lần thứ ba luôn. Nhưng mà đối với người Úc thì là hoàn toàn khác nha mọi người. Họ rửa chén một lần duy nhất, nhưng mà đặc biệt là họ phải rửa bằng nước nóng, thật là nóng nha, có thể gọi là nước sôi luôn đó. Rồi họ mang bao tay vào, họ rửa, thì họ để tất cả chén, họ để chén vào trong nước đó và họ rửa một lần duy nhất thôi. Thì lúc đầu Thanh kiểu cảm thấy rất là sốc luôn á, Thanh mới hỏi trời ơi, rửa chén kiểu vậy rồi có sạch không, rồi xà bông dính vào chén rồi sao, rồi mình ăn xà bông vào mỗi ngày như vậy rồi sao được? Không có được, Thanh sẽ không thể nào làm như vậy được. Nhưng mà bạn Thanh mới giải thích đó là đối với nước sôi thì cái xà bông nó sẽ bốc hơi rất là nhanh và chén khô rất là nhanh, rất là sạch luôn. Trời ơi, Thanh thật sự khi mà bạn Thanh giải thích rồi thì Thanh ok, nghe nghe vậy thôi, chứ thật sự mình cũng đâu có biết là chén nó có sạch hay không, đúng không mọi người? Đó, thì kiểu rồi điều thứ ba đó chính là giấy vệ sinh. Thì ở Việt Nam mình khi mà mình vào toilet thì thường có hai cái. Một cái là cái vòi rửa đít, còn cái thứ hai nữa là giấy vệ sinh, đúng không mọi người? Mà mình thì mình thích là sử dụng cái vòi rửa đít hơn. Thanh thấy là đa số mọi người sẽ sử dụng cái vòi nước xịt đó đó để mà rửa nó sạch sẽ và nó thoải mái hơn, đúng không? Nhưng mà khi mà mọi người mà qua Úc á, mà đi du lịch hoặc là qua bên này ở, vào trong những cái nhà vệ sinh của cá nhân hoặc là nhà vệ sinh công cộng thì cũng chỉ toàn thấy giấy vệ sinh thôi, chứ không có cái vòi rửa đít như là ở Việt Nam của mình. Thanh nhớ cái thời gian đầu mà Thanh mới qua, cái đó là cái mà làm cho Thanh kiểu hoang mang nhất, mà là cái chướng ngại vật lớn nhất đối với Thanh luôn á. Tại vì cái thói quen mình đã hình thành một thời gian rất là dài rồi, bây giờ mình phải thay đổi, nó thiếu hàng ngày, khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Ở bên này là như vậy á mọi người, họ chỉ sử dụng là giấy vệ sinh thôi. Chính vì vậy trong cái đợt Covid vừa qua đó, trời ơi mọi người biết không, người ta đi gom giấy vệ sinh làm cho các siêu thị, các cửa hàng là bị cháy hàng hết luôn, không có giấy vệ sinh để bán, trở thành một cái cơn sốt giấy vệ sinh. Và điều thứ tư đó chính là phương tiện giao thông công cộng. Thì ở Việt Nam của mình á, mình chuộng là đi xe máy nhiều hơn. Mình sẽ không có thích đi cái phương tiện công cộng, ví dụ như là bus, tại vì nắng nóng rồi lên xe ngồi chen chúc nhau rồi đi lại lâu nữa, mất rất là nhiều thời gian. Mình cảm thấy nó khá là bất tiện. Còn mình đi xe máy thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Vì vậy là ở Việt Nam á, lúc mà ở Việt Nam thì Thanh rất là chuộng là đi xe máy. Nhưng mà ở Úc thì khác nha mọi người, đặc biệt đối với Melbourne của chỗ Thanh đang ở á, thì bản thân Thanh mà Thanh thấy là đa số mọi người cũng thích là đi phương tiện công cộng hơn. Nhưng mà đi trong CBD nha, đi trong trung tâm á, bởi vì sao? Thứ nhất là tram là được miễn phí, là mình đi vòng tất cả mọi nơi trong CBD là đều miễn phí hết, và họ có rất là nhiều chuyến xe tram, bus hoặc là train. Thì phương tiện công cộng ở Việt Nam mình thì Thanh thấy là chủ yếu là bus, đúng không? Nhưng bên này thì mình có cả tram, cả train rồi và bus nữa, nên thành ra nó có rất là nhiều phương tiện công cộng, cũng như là có rất là nhiều chuyến trong một ngày luôn. Vậy là khi mình lên trên những cái chuyến xe đó thì nó không có quá đông người, cũng không cần phải chen chúc, mà trong xe thì có máy lạnh, nó rất là mát mẻ. Thì mình khi mà mình lên xe mình có thể ngồi mình lướt điện thoại hoặc là mình đọc sách hoặc là mình làm những cái công việc mà mình cần thiết. Vì vậy cái
phương tiện công cộng giao thông ở bên này nó rất là hiện đại và rất là phổ biến cho người dân, họ rất là thích đi. Giống như là bản thân Thanh là Thanh có ô tô riêng cho mình luôn, nhưng mà mỗi ngày khi mà Thanh đến công ty Thanh làm việc á thì Thanh đều đi bằng train hết, chứ Thanh không có đi bằng ô tô cá nhân của mình. Và điều cuối cùng đó chính là nhà hàng và trung tâm thương mại nha mọi người. Trời ơi, nhắc tới cái điều này là Thanh vô cùng nhớ về Việt Nam của mình luôn. Tại vì sau khi mà Thanh ở Việt Nam á, Thanh có một cái sở thích, đó chính là mình đi truy tìm những cái quán ăn lề đường, quán nào càng lâu năm mà càng trong hẻm, trong ngóc ngách đó là mình lại càng thích, đúng không? Đó, thì Thanh cũng không hiểu như thế nào, nhưng cái cảm nhận của Thanh khi ăn những cái quán ăn lề đường, Thanh cảm thấy nó ngon vô cùng đi. Mà mình ngồi với bạn bè ở trên những cái ghế súp hoặc là những cái ghế ngoài lề đường đó, mình cảm thấy nó thân thiện hơn, nó gần gũi hơn, mà nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt mà không thể diễn tả được bằng lời nói luôn á. Ở Úc á thì khi mà mình muốn ăn là mình phải đi vào trong những cái nhà hàng, thì thường là những cái nhà hàng nó làm rất là nghiêm túc và nó sang trọng, hoặc là mình đi vào những cái trung tâm thương mại để mình ăn thôi. Cũng như là khi mình muốn mua quần áo á thì ở Việt Nam mình có thể đi những cái shop ngoài lề đường mình mua, nhưng mà bên này không có. Cái quy luật của Úc á mọi người nó chặt chẽ hơn, bởi vì vậy á người ta thường là phải buôn bán trong những cái nhà hàng hoặc là trong những cái trung tâm thương mại và có đăng ký đàng hoàng thì người ta mới cho. Yeah, vậy là Thanh đã nói cho mọi người 5 điều khác biệt mà Thanh cảm thấy rất là thú vị giữa Việt Nam và Úc rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái video này thì hãy nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Thanh nha. Cũng như là hãy để lại rất là nhiều cái bình luận ở phía bên dưới để mà Thanh biết rằng mọi người thích cái video này, để Thanh sẽ làm thêm một cái version 2 nữa, tức là một cái tập 2 nữa, những điều khác biệt giữa Việt Nam và Úc. Thanh chắc chắn là mọi người sẽ bị kiểu bất ngờ và thấy là mắc cười, rất là mắc cười, rất là vui. Tại vì có những điều mình cảm thấy nó rất là bình thường, mình không để ý, nhưng khi mà mình qua một đất nước khác mình sinh sống thì mình cảm thấy nó sẽ khác hoàn toàn, làm cho mình bị sốc, hoặc nhiều cái làm cho mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, rất là thú vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh YouTube của Thanh. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.